Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 8 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.815 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018. Nam Định phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.815 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018. Nhiều doanh nghiệp chủ động khai thác nguồn hàng, đồng thời tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng để bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu thụ về số lượng và chất lượng sản phẩm. Công tác quản lý và thực hiện chính sách về thị trường thương mại được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo kịp thời hiệu quả. Thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định cùng với sản xuất tăng trưởng nhanh đã góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại trong nước, kích thích tiêu dùng trong dân cư. Trong năm 2019, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh trái phép, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Dự báo dịp trước và trong Tết Nguyên đán năm 2020, bên cạnh việc tăng giá hàng hóa do quy luật thị trường, thì các yếu tố gây ảnh hưởng đến dịch vụ tiêu dùng tăng cao được nhắc đến là thịt lợn do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, vật liệu xây dựng, xăng dầu. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương kịp thời cung cấp thông tin về quản lý điều hành giá đối với nhóm hàng hóa được phân công phụ trách cho các cơ quan chức năng. Tăng cường kiểm soát việc công khai minh bạch những yếu tố cấu thành giá của những hàng hóa quan trọng liên quan nhiều đến đời sống người dân để phòng ngừa ngăn chặn đầu cơ tăng giá bất hợp lý để trục lợi, đồng thời có kế hoạch tạo nguồn hàng dự trữ, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân năm 2020 để phục vụ nhu cầu tiêu thụ và kiềm chế tăng giá. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân từ 13 đến 14% một năm. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 47% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 đạt 3 tỷ đô la Mỹ vốn trực tiếp nước ngoài FDI và trên 30.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn đầu tư trong nước. Đến năm 2030, tỉnh Nam Định cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá về sản xuất công nghiệp trong vùng đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2045, trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại. Để đạt được những mục tiêu nêu trên, tỉnh ta đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu, gồm thực hiện điều chỉnh phân bố không gian phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, phù hợp với định hướng phát triển các vùng kinh tế của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt định hướng phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho phát triển sản xuất công nghiệp và các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách phát triển công nghiệp gắn với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Năm 2019 thì công ty Minh Nghệ Nội thất Nam Hà tôi thì cũng có trong cái 10 tháng vừa qua thì nói chung là trong cái bối cảnh chung của cả nước thì cái kinh tế của các cái doanh nghiệp riêng và đầu gỗ nói riêng và các cái doanh nghiệp trong cả nước nói chung thì cái sản xuất năm nay thì nói chung là cũng có một cái phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Thế nhưng mà được cái nhiều cái tác cái hỗ trợ và cũng như cái khuyến khích về khuyến công của cả tỉnh thì địa phương cũng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Đặc biệt tỉnh ta sẽ chú trọng tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao như dệt may, cơ khí chế tạo, điện tử, cơ điện tử và công nghiệp phần mềm, sản xuất thuốc và hóa dược, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản. Đây đều là những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh có tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong đó, ngành dệt may sản xuất ổn định và đạt mức tăng trưởng cao nhất. Tập đoàn Sunrise Smart, chúng tôi khi mà lựa chọn Nam Định là địa điểm để đầu tư thực hiện dự án bởi cái lý do thứ nhất là Nam Định là một cái quê hương của ngành dệt nhuộm và chúng tôi hy vọng rằng khi đầu tư tại Nam Định thì sẽ cung cấp cho chúng tôi được những nguồn nhân lực có kỹ thuật và có chuyên ngành về ngành dệt nhuộm. Vì thế mà chúng tôi đã quyết định đầu tư ở Nam Định. Đồng thời trong quá trình đầu tư chúng tôi đã được các sở ban ngành và chính quyền Nam Định hỗ trợ rất là nhiều về tất cả các thủ tục chính sách và đầu tư.
Để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của các ngành công nghiệp có lợi thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư các dự án lớn của các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ đối với khu vực thành phố Nam Định. Đối với các dự án FDI, ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm, sử dụng nhiều nguyên liệu, linh phụ kiện sản xuất trong nước, trong tỉnh, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ, ưu tiên các dự án liên doanh liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong tỉnh. Trên nền tảng phát triển đó, giai đoạn 2030-2045, tỉnh ta ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, cơ khí, điện tử, vật liệu mới, công nghệ thông tin và viễn thông, tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghiệp chế biến nông thủy sản. Góc nhìn và dư luận, huyện Mỹ Lộc tháo gỡ những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu tái định cư khu công nghiệp Mỹ Trung. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, người dân ở khu tái định cư, khu công nghiệp Mỹ Trung bức xúc về tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có nhiều ý kiến phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại. Đến nay đã giải quyết đợt 1 cho 55 hộ dân. Dư luận người dân khu tái định cư, khu công nghiệp Mỹ Trung phấn khởi, yên tâm sinh sống trên mảnh đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu tái định cư Đồng Đanh, đội 12, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc được hình thành sau khi các hộ dân bàn giao đất canh tác nông nghiệp, đất vườn và đất thổ cư cho nhà nước xây dựng khu công nghiệp Mỹ Trung. Khi về đây, nhiều hộ dân đã thực hiện đầy đủ các quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong suốt 12 năm qua, người dân khu tái định cư khu công nghiệp Mỹ Trung cũng chưa nhận được giấy chứng nhận, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong việc thực hiện các giao dịch mua bán, thế chấp và thừa kế. Nhiều ý kiến đã nêu ra trong các buổi tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Mỹ Lộc, đề nghị chính quyền địa phương giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc tập trung tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, trong đó chủ yếu vướng mắc từ phía Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh, đơn vị xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung. Đến nay, các cơ quan chức năng đã rà soát, làm xong các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho hơn 55 hộ dân. Chúng tôi nhận được cái thông tin là Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã cấp cho chúng tôi, là bà con rất là phấn khởi, yên tâm. Thế là chúng tôi đã nộp hết tất cả các cái thủy lợi phí này, cái thu phí trước kia thì để cho Hoàng Anh họ tự giác họ nộp cho mình, họ cấp cho mình, nhưng bây giờ thôi thì tinh thần chung nhà nước thì người ta làm cho mình là mình phải nộp. Thế chúng tôi cũng giải thích rất nhiều lần cho bà con, thế đến nay bà con rất là phấn khởi, yên tâm. Chỉ mong làm sao là trong từ nay cái đợt cuối năm này, trong cái năm nay là bà con nhận được cái sổ đỏ là rất là phấn khởi. Các đồng chí trong xã cũng gọi các cái công đội trưởng, bí thư lên họp để phổ biến là cấp tỉnh rồi là huyện, chỉ đạo cho huyện cũng tiến hành làm cái sổ đỏ cho dân trong cái đợt vừa qua. Thế thì trước mắt là chỉ làm cho 55 hộ là có cái diện tích là đầy đủ. Vừa qua thì cũng tiến hành làm thì đấy là cũng là chúng tôi cũng đầy đủ nộp tiền đầy đủ. Thông báo thì chúng tôi một hai ngày sau là chúng tôi cũng tiến hành là nộp hết tiền để trên là cấp sổ đỏ. Trong quá trình giải quyết, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc, Sở Tài chính và Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh đã có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý những vướng mắc tồn tại để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc ghi thu ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất và ghi chi ngân sách nhà nước thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư khu công nghiệp Mỹ Trung đợt 1 với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng. Giao cho Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh làm thủ tục ghi thu tiền sử dụng đất và ghi chi thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Sau khi có quyết định của Ủy ban tỉnh cho phép
lập hồ sơ cấp giấy nhận cho 55 hộ định cư xã Minh Trung. Góc độ ủy ban xã Minh Trung đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, lập hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ, rồi động viên các hộ nộp lệ phí trước bạ để làm thủ tục cấp giấy nhận cho các hộ. Thì đến nay đã có 52 trên 53 hộ nộp tiền lệ phí trước bạ. Thế và hồ sơ hiện nay đã hoàn thiện, đang được ra công giấy. Đấy, trong một thời gian sớm sẽ được cấp giấy nhận cho các hộ. Ngoài số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1, còn gần 100 hộ vướng mắc các thủ tục có liên quan đang được các cơ quan chuyên môn rà soát, bảo đảm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư khu công nghiệp Mỹ Trung phải bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ đưa nông sản sạch đến với người tiêu dùng. Thời tiết thuận lợi dễ phát sinh dịch hại trên cây vụ đông. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ đưa sản phẩm sạch, sản phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ đến với người tiêu dùng. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường hướng tới nền nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ và kinh tế trang trại, khuyến khích phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Hiện nay, tỉnh ta đã xây dựng được hơn 20 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu các mô hình sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu để các đơn vị doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố trong khu vực miền núi phía Bắc tìm hiểu, hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Tăng cường đào tạo, tập huấn kiến thức xây dựng và áp dụng quy phạm thực hành sản xuất tốt Việt Gáp và áp dụng tiêu chuẩn HAPSAT. Xây dựng ấn phẩm truyền thông quảng bá cho cơ sở về quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp trong trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Ứng dụng công nghệ thông tin mở mã định danh và hỗ trợ ban đầu tem QR code cho các sản phẩm của các cơ sở sản xuất gắn với sơ chế, chế biến để quảng bá giới thiệu về sản phẩm của cơ sở và thực hiện quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả. Xây dựng biển hiệu để người tiêu dùng dễ dàng phân biệt, nhận biết với cơ sở sản xuất khác, không áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp. Thực hiện định hướng chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản triển khai gieo trồng cây vụ đông, đảm bảo tiến độ và khung thời vụ. Hiện nay thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng vụ đông như rau ăn lá, ngô, dưa chuột, cà chua, khoai tây, bí xanh. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh dịch hại trên cây vụ đông. Để đảm bảo việc gieo trồng cây vụ đông đúng khung thời vụ tốt nhất, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng và phòng chống dịch hại cho nhân dân. Định hướng chỉ đạo cho các ban nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo các dịch vụ phục vụ hỗ trợ cho sản xuất vụ đông. Tính đến ngày 3 tháng 12, các huyện, thành phố đã gieo trồng được 11.400 hectare cây vụ đông, đạt 95% kế hoạch. Tình hình vụ đông năm nay ấy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chủ từ thời tiết, vì cái thời tiết năm nay nó là nóng nhiều nên là nó rất ảnh hưởng đến cái việc cây vụ đông, vì cây vụ đông nó phải là thời tiết lạnh thì nó mới đảm bảo được như thế là cây năng suất, nhưng mà do cái kỹ thuật chăm bón với các thứ của bà con nông dân thì nói chung như thế là về cái sâu bệnh thì với cái dịch bệnh thì chúng tôi không thể như thế là khống chế được, nhưng mà về thời tiết hay là nước nuôi thì chúng tôi đảm bảo được thì năng suất cũng đảm bảo chất lượng. Hiện nay trên đa số các loại cây vụ đông đều bắt đầu xuất hiện dịch hại và tiếp tục lây lan ra diện rộng. Bệnh mốc xương phát sinh gây hại trên cà chua, khoai tây với tỷ lệ từ 1 đến 3%, cục bộ có nơi lên đến 15 đến 20%. Bệnh giả xương mai xuất hiện trên dưa chuột, bí xanh ở tỷ lệ từ 3 đến 5%, nơi cao từ 10 đến 15%. Bệnh héo xanh phát triển cục bộ trên cà chua, khoai tây. Đối với rau thập tự, cũng xuất hiện bệnh cháy lá vi khuẩn và bọ nhảy với mật độ phổ biến là 10 đến 20 con một mét vuông. Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ trên ngô, mật độ phổ biến từ 1 đến 2 con trên một mét vuông. Cá biệt có nơi lên đến 8 đến 10 con trên một mét vuông. Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng gây hại trên rau thập tự, mật độ phổ biến từ 3 đến 5 con trên một mét vuông. Bà con cần thường xuyên phải kiểm tra đồng ruộng, phun phòng bệnh mốc xương trên cà chua khoai tây khi bệnh chớm xuất hiện.
bằng các loại thuốc như Amitatop, Melondi, Anchancol và Agrigreen, còn phun trừ cái sâu keo mùa thu trên những diện tích có mật độ sâu mà từ 4 con trên mét vuông trở lên bằng các loại thuốc như là Clever, Amate, Oba One, Takumi, Privathon, Matcher. Còn trên rau thì bà con chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết và ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc, thuốc sinh học, thuốc thảo mộc và đảm bảo cái thời gian cách ly đối với từng loại thuốc. Để hạn chế mức độ ảnh hưởng gây hại của sâu bệnh trên cây vụ đông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh, xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại, không để lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, không vì sâu bệnh phát triển mạnh mà phun thuốc bảo vệ thực vật một cách tùy tiện, chỉ sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần sử dụng luân phiên các loại để tránh tình trạng kháng thuốc. Ước cả năm 2019, tổng số khách du lịch đến với tỉnh Nam Định đạt trên 2,6 triệu lượt người, tăng 3,8% so với năm 2018. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ước cả năm 2019, tổng số khách du lịch đến với tỉnh Nam Định đạt trên 2,6 triệu lượt người, tăng 3,8% so với năm 2018. Với lợi thế là tỉnh có nhiều di tích lịch sử văn hóa, khách du lịch đến với Nam Định chủ yếu vào các dịp lễ hội tâm linh đầu xuân như lễ khai ấn đền Trần, lễ hội Phủ Dày, chợ Viềng Xuân. Tuy nhiên, nhờ có nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, năm 2019, các điểm tuyến du lịch cộng đồng, du lịch nhà thờ, du lịch biển và du lịch sinh thái đã có bước phát triển tích cực hơn các năm trước. Với lượng khách khoảng trên 2,6 triệu lượt người, dự kiến doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2019 ước đạt 800 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2018. Theo Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 12.620 cơ sở thực phẩm và gần 4.980 cơ sở dịch vụ ăn uống. Thực phẩm được sử dụng từ nhiều nguồn cung cấp nên công tác kiểm soát an toàn thực phẩm phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như giám sát chất lượng hàng hóa, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, xây dựng các mô hình điểm về an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Các ngành chức năng đã điều tra nguyên nhân, tăng cường lấy mẫu đối với các cơ sở từng có mẫu vi phạm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, xử lý các cơ sở vi phạm. Ngành y tế tăng cường hậu kiểm chất lượng sản phẩm sau công bố, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm định kỳ hàng tháng. Công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường nhằm giám sát chặt chẽ thực trạng, phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời sai phạm. Năm 2019, toàn tỉnh đã công nhận mới và công nhận lại 48 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận 14 trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 533 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2019, toàn tỉnh đã công nhận mới và công nhận lại 48 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận 14 trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường xanh sạch đẹp an toàn. 48 trường đạt chuẩn quốc gia được công nhận lại, gồm 16 trường mầm non, 16 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 13 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông. Đến nay, cấp học mầm non có 202 trên 261 trường đạt chuẩn quốc gia, 97 trên 261 trường đạt xanh sạch đẹp an toàn. Cấp tiểu học có 188 trên 291 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 259 trên 291 trường đạt xanh sạch đẹp an toàn. Cấp trung học cơ sở có 214 trên 234 trường đạt chuẩn quốc gia, 114 trên 234 trường đạt xanh sạch đẹp an toàn. Cấp trung học phổ thông có 38 trên 45 trường đạt chuẩn quốc gia, 8 trên 45 trường đạt xanh sạch đẹp an toàn. Trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 533 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018, làm chết 14 người, bị thương 182 người, mất 1 xe ô tô, 67 xe máy và nhiều tài sản khác giá trị khoảng 17 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 475 trong tổng số 533 vụ, đạt tỷ lệ 89,3%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% số vụ. Điển hình là các vụ án lớn được dư luận quan tâm đánh giá cao như đấu tranh triệt phá một băng nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, bắt khởi tố 6 đối tượng về các tội cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đánh bạc dưới hình thức lô đề tại huyện Xuân Trường, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tiêu thụ xe máy, bắt 3 đối tượng điều tra làm rõ 7 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh, điều tra khám phá nhanh các vụ án giết người gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke Sao Băng, thành phố Nam Định, bắt giữ 2 đối tượng gây án đang lẩn trốn ở Campuchia, đấu tranh triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa qua mạng Internet tại huyện Vụ Bản, bắt khởi tố 7 bị can, làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên 12 tỷ đồng, đấu tranh triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô số đề tại huyện Nghĩa Hưng, bắt quả tang 3 điểm, 8 đối tượng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn triệt phá 60 ổ nhóm côn đồ gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, bắt vận động đầu thú 146 đối tượng truy nã, phát hiện bắt khởi tố 92 vụ đánh bạc, 24 vụ chứa chấp môi giới mại dâm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Toàn bộ nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.